Đấy, xin chào tất cả các anh chị và các bạn, rất vui được gặp lại tất cả các anh chị và các bạn ở video tiếp theo ha. Thì ở đây là một cuốn tài liệu của khách hàng người ta đem tới, thì người ta đã in sẵn rồi, người ta đem tới cho mình và họ kêu mình là photo lại cho họ thêm nhiều cuốn khác nữa và đóng lại thành tập. Tuy nhiên đây là một cuốn tài liệu thì nó đóng gáy về phía bên trái, thì cái này thì mình cũng đóng nhiều rồi. Tuy nhiên ở trong đây cuốn tài liệu này nó có một cái mà mình muốn chia sẻ cho tất cả các bạn và các anh chị để có thêm cái kinh nghiệm để sau này chúng ta gặp cái trường hợp này chúng ta xử lý cái tài liệu nó tốt hơn. Thì khi chúng ta lật cái tài liệu, khi mà khách hàng đem tài liệu tới thì chúng ta sẽ kiểm tra lại ngay từ đầu. Thứ nhất là kiểm tra lề gáy, coi thử là cái lề gáy nó có rộng hay không và để chúng ta đóng kể cả một mặt và hai mặt ha. Thì ở đây cái tài liệu như thế này thì các anh chị sẽ thấy khi mà các chị lật tới cái chỗ cái phần giấy ngang, hai giấy ngang thế này, thì khi đó tất cả các anh chị đây mình sẽ lấy cái bộ phận từ cái chỗ giấy ngang ra mình chia sẻ tất cả các anh chị này. Đây, đây là một phần giấy ngang ở phía trong cái cuốn tài liệu này. Nếu mà khi mà đóng á thì các anh chị hình dung là mình sẽ đóng như thế này, mình đóng gáy bên đây ha. Nó vừa cuốn, nó đây là cuốn tài liệu, nó vừa có tài liệu dọc và tài liệu ngang. Tuy nhiên mà khi mà tài liệu ngang á, nếu mà khách hàng mà in xong mà đưa chúng ta đưa tới á, thì khi mình lật ra như thế này nè ha, thì các anh chị sẽ thấy một cái đầu này á, nó sẽ đi theo chiều vào trong cái gáy, và cái chiều này nó đi vào trong cái gáy. Thì khi mà người ta lật như thế này ha, lật thế này thì người ta đọc rất là khó khăn ha, người ta đọc rất là khó khăn trong khi cuốn tài liệu nó đang dọc. Mà như vậy khi mà chúng ta mà để như vậy, chúng ta phô ra luôn, chúng ta không kiểm tra tài liệu á, thì khi mà phô ra xong đóng không, khách hàng về thằng đọc thì khi khách hàng đọc thì vừa thứ nhất là vừa lật phía bên đây, đọc xong rồi lại lật phía bên đây, nó rất là khó khăn. Thì do đó là khi mà kiểm tra tài liệu xong với cái trường hợp này thì mình sẽ xử lý là cho cái đầu này nè nó sẽ xoay ngược ra lại ha, cho nó sẽ xoay ra ngược lại. Về cách xử lý tài liệu này thì cái đầu phía trong này nè mình sẽ cho nó xoay lại, ví dụ giống như là nó sẽ xoay như thế này. Khi mà phô ra như vậy thì nó ngược lại như vậy nè. Thì khi khách hàng đọc á, thì người ta sẽ dở như thế này, và người ta đọc từ cái trang này, chúng ta đọc qua trang này luôn, nó dễ ha. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ cho tất cả các bạn và các chị về cách làm của mình nha. Đầu tiên các anh chị sẽ đặt cái tài liệu ở trên khay ADF ha, rồi sau đó chúng ta sẽ vào trong màn hình, các anh chị và các bạn sẽ vào trong cái phần đúp của bên Sasori nè ha. Thì ở đây các anh chị sẽ thấy như thế này, ở trên đây là nó có một size, hai size, thì chúng ta sẽ chọn vào hai size, chọn đây ra hai size ha. Và sau đó chúng ta sẽ chọn vào trong cái phần orientation. Thì ở đây các bạn sẽ thấy là ở đây nó top, tức là nó phô từ chiều thuận ra chiều thuận. Bây giờ ở đây nó đang bình đang là chiều thuận cho nó ra là chiều ngược, thì bây giờ mình sẽ chọn vào đây trong phần button đây, rồi các bạn bấm ok ha. Các bạn tiếp tục bấm ok. Rồi tới phần đó, phần này là chúng ta sẽ chỉ cần chọn lại chỉnh mực là cho nó phù hợp thôi. Còn đối với phần này chúng ta sẽ chọn khay, và chúng ta sẽ không có chọn bất cứ thêm cái gì nữa, chúng ta chỉ chọn khay và chúng ta sẽ điều chỉnh mực thôi. Và sau đó chúng ta bấm start để cho máy nó chạy nè. Thì khi đối với những cái lệnh này thì khi mà chúng ta đang ở chiều thuận thì nó sẽ chạy đảo ngược cái đầu, một đầu là chiều thuận và một đầu nó sẽ đảo ngược cháy ra. Thì khi đó chúng ta sẽ đóng vào trong tài liệu thì nó sẽ dễ dàng cho khách hàng đọc. Máy sẽ chạy ra như thế này ha. Rồi sau khi máy chạy xong ra mình sẽ kiểm tra lại tài liệu nha. Rồi đây là cuốn tài liệu cũ, thì khi mình lật ra thì nó như thế này ha, đầu này chú vào, đầu này chú vào, mình bỏ qua một bên. Còn đây là cái tài liệu mà chúng ta vừa mới photo ha. Thì khi đây các anh chị sẽ thấy đây nè, thấy không? Cái chiều này nó ngược lại rồi, nó quay ngược lại. Và khi đó cái chiều này thì nó vẫn là chiều thuận, và tiếp đến nó là vẫn là chiều ngược ha. Tức là khi mà khách hàng đọc thì nó sẽ đọc được qua trang như này. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ cái phần mà mới photo vào trong cái cuốn sách như thế này, vào trong cái cuốn sách mà khách hàng đã đưa, tức là cái bản gốc của khách hàng. Cái phần đó mình sẽ bỏ đi và mình sẽ phô trước một cái bản chuẩn như thế này, rồi sau đó mình sẽ phô ra hàng loạt để theo yêu cầu số lượng của khách hàng ha. Thì khi phô xong thì chúng ta sẽ đóng thì khách hàng sẽ lật dễ hơn. Rồi sau khi phô ra xong thì mình đóng gáy như thế này ha. Thì các bạn sẽ thấy là mình khi mà mình lật, khi khách hàng lật thì ở đây nó có chiều dọc
cái tài liệu nó có chịu giật thì đọc rất là dễ rồi. Bây giờ mình sẽ lật lại tới cái chỗ cái phần hồi nãy mà mình phô đây, những cái phần phô của mình hồi nãy đây ha. Thì các bạn sẽ thấy là thì như thế này, ví dụ như đang đọc một cuốn tài liệu thế này mà tới cái phần nó ngang như vậy thì khách hàng chỉ cần lật lại thôi thì khách hàng sẽ đọc được từ trên đây xuống dưới đây ha. Thì đó là một trong những cái cách mà mình để xử lý tài liệu, đối với vừa tài liệu phô ngang và tài liệu phô dọc, làm sao để cho những cái cuốn tài liệu mình phô cho khách hàng ra nó sẽ thuận lợi nhất cho khách hàng đọc. Còn nếu mà chúng ta để ngay lúc đầu, để như cái hình thức lúc đầu mà khách hàng đưa tới, thì khi mà phô ra xong rồi thì khách hàng sẽ rất là khó đọc. Và do đó là khi mà một cuốn tài liệu hay một cái tài liệu của khách hàng gửi tới chúng ta thì chúng ta cần kiểm tra lại làm sao cho nó phù hợp nhất, và chúng ta sẽ phô cho khách hàng. Đồng ý là khách hàng đem tài liệu tới thì sao thì chúng ta sẽ phô như vậy, nhưng mà mình cũng phải xem xét lại một chút. Nếu mà khách hàng còn đứng đó thì chúng ta có thể là hỏi ý kiến khách hàng, mình tư vấn thêm. Còn nếu mà làm theo cách của mình, nếu mà không có khách hàng đi rồi, mà lỡ khách hàng đi rồi thì mình vẫn làm theo cách của mình, thì mình nghĩ nó cũng sẽ hợp lý hơn là khi mà khách hàng để như vậy. Chắc chắn khi mà các bạn làm xong, khi mà khách hàng đưa tới với cuốn tài liệu khó như vậy, thì khi mà các bạn điều chỉnh lại cho khách hàng lật ra đọc một cách dễ dàng, thì mình nghĩ là khách hàng sẽ rất là hài lòng với cái tài liệu mà các bạn và các anh chị giống như mình đang làm cho khách hàng đây. Rồi đó là một chút cái kinh nghiệm mà mình nghĩ là chắc chắn các bạn và các anh chị sẽ gặp trong quá trình mà chúng ta làm nghề photo này. Và hy vọng với chút kinh nghiệm này chia sẻ ở video này, mình sẽ hy vọng nó sẽ giúp ích được cho tất cả các bạn và các anh chị. Nếu các anh chị và các bạn thấy video có hữu ích thì hãy bấm like và share video để cho mọi người cùng theo dõi nha. Còn nếu các anh chị nào mới vừa ghé vào kênh Pado Official thì hãy giúp mình đăng ký kênh để cho kênh này càng phát triển hơn. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn và các anh chị ở video sau. Chúc các bạn và các anh chị thật là nhiều sức khỏe và làm ăn ngày càng đắt khách và phát triển bền vững, thành công tiệm dịch vụ của mình nha. Bye bye.